Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay chú Phương mình cưa cái cây xoài nha các bạn. Chú Phương mình đang châm xăng vô cái máy cưa G370. Cái máy này có chỗ kêu bằng máy G nha các bạn, còn chỗ mình kêu bằng máy G. Xài lam Latin lưỡi cưa hết tin. Giờ chú mình châm nhất cũ nha các bạn, nhất lam á. Rồi chú mình đã châm xăng châm nhất vô xong rồi đó các bạn ơi. Các bạn hãy xem chú mình cưa cây xoài siêu to khủng lồ như thế nào nha các bạn. Rồi, cây xoài rất là to luôn. Rồi chú mình leo lên rồi các bạn ơi. Quá lẹ quá nhanh luôn. Lên tới trên luôn rồi nè. Rồi chú mình bắt đầu chuẩn bị lấy máy cưa. Trên luôn. Và cái gì giáp nó đều đó quá đều. Dây đai an toàn là đó các bạn ơi. Rồi chú đứng ở trên đó cắt mấy cái cọng dây cho chống trống. Rồi vừa nhắm nó đó các bạn ơi. Một nhắm. Rồi chú mình cắt cái nhắm lớn rồi đó, cắt ngang qua đó các bạn. Thank you.
cái để mình gùm gần lại các bạn. Hiện giờ là đang mưa nha các bạn, đang mưa lâm râm á. Chú mình tranh thủ cưa cái cây này cho nhanh lẹ, kịp để mưa lớn cưa không được. Rồi chú mình xuống tới dưới rồi nè. Cưa đi trắng ba.
dài qua già các bạn ạ. Xiết chưa có đất.
quá. Đây rất là to luôn các bạn. Video mình đến đây xin tạm dừng nha các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo nha. Các bạn nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn, mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Mình tiếp cắt cái này với chú các bạn, cắt cho chủ nhà cắt củi luôn á. Mấy cây nữa trong đó, mấy cây nữa tắt máy.